thiệu với các bác nha, mẫu cưa kéo nhà em về hàng rất là nhiều, đủ để phục vụ các bác trong mùa hái quả này nha. Đây là kéo lan năm có cắt cành này, rất là êm và ngọt. Mình sẽ cắt thử cho các bác xem. Ở đây không có cành to hơn nhưng mà cắt rất là thích, ngọt. Kéo này tay vàng cầm rất là êm này. Nó có thớt đỡ này và nó có cái rãnh mài tự mài này, rãnh tự mài khi cồn kéo có thể tự mài nhé, cực sắc bén êm. Đây là cưa. Một bộ đôi của sản phẩm này có giá rất yêu thương nhé. Bác nào cần thì liên hệ với em nhé. Cưa này cưa gấp rất tiện lợi. Chiều dài của nó khoảng 20 cm. Gấp gọn vào được 20 cm. Đấy. Đôi cưa rất là sắc bén này. Đẹp, vừa đẹp vừa sắc vừa tiện gọn. Một bộ này có giá rất là mềm, yêu thương, bác nào cần liên hệ với em nhé. Cưa kéo chuyên dụng cụ nông nghiệp, dụng cụ cây cảnh nhé. Giới thiệu với các bác, đây là cái cưa gấp rất là tiện, tiện dụng. Thằng đấy luôn. Đấy, mình vận chuyển rất là dễ gặp vào, rất là dễ. Bây giờ mình cưa thử cho mọi người xem nhé. Đây này. Cưa rất là được. Đấy, cực kỳ thuận tiện này. Đấy, đây cưa các cái rễ này nhá. Đây này. Đấy, sắc nhỉ. Ừ, sắc thật. Đấy, cánh bôn dài bao nhiêu? Cái này ấy, cái lưỡi nó dài 20 phân, khoảng 20 phân, gần 20 phân. Tầm 40. Đấy là mình duỗi hết ra. Còn nếu mà mình gập lại thì nó sẽ rất là ngắn và tiện dụng. What?